làm tiếp hợp đồng lớn hơn. Nhưng mà bây giờ nhận được sáng nay à? Dạ, nhận sáng nay rồi. Nó có khỏe mạnh không? Thì tạm thời thấy là cũng được ấy. Trong đó thời tiết nó nóng đúng không? Thời tiết là ngồi là chảy nước ra thôi. Thế nhận là đủ 5 con ha. Vâng. Rồi hôm đó là gửi về gì nhở? Ngã ba ông Đồn Xuân Lộc. Cây xăng Hoàng Vi, ngã ba ông Đồn Xuân Lộc, Đồng Nai đúng không? Vâng, đúng rồi. 5 con đà điểu, ok. Thế thì mai mình chịu khó mình ra tiệm thuốc thú y mình mua cái thuốc vaccine La Sota nhá. Là mua cái liều 100 con nhá. Cái thuốc gì nhỉ? La Sota. Vaccine La Sota. Mình mua cái liều đó nó có 60.000 thôi. Ở ngoài này mua có 60.000 thôi. Nhưng mà xong mình làm kim luôn à? Nhỏ, mỗi con 4 giọt vào 2 bên mắt. Mình mua người ta đưa cho mình một cái nọ bột với một cái nọ nước, xong mình để vào đá, xong mình mang về mình nhỏ pha hòa nước với bột hòa vào một cái nọ đó, xong rồi là mình nhỏ vào 2 bên mắt, mỗi bên 2 giọt, tổng là 4 giọt. Nhỏ đó. Mình cứ nói tự người ta đưa cho hai nọ à? Không, tự người ta đưa theo bộ của nó là 2 nọ mà. Mà không biết là trong này có không nhỉ? Có chứ, ra tiệm thú y nào chả có. Cái đấy thuốc vaccine La Sota của gà ấy mà. Vừa mới nhắn tin Zalo đấy. Ở đây chúng ta có chưa nuôi bao giờ cho nên là chúng ta tính hỏi xem nó được. Không, nhưng mai phải làm cái việc kia, xong rồi khoảng 1 tháng nữa làm một lần nữa là ok nhá. Được không? Dạ, ok. Làm như thế cho nó yên tâm về con rống nhá. Con đà điểu này mình mua nó nhiều tiền nên mình phải dặn như thế hả? Để mà gửi từ ngoài Hà Nội vào Đồng Nai đâu phải ai dám gửi đâu, mà kênh của mình thì dám gửi. Tóm lại là nhận được rồi đúng không? Cảm thấy gọi là hài lòng đúng không? Cũng được rồi. Thế nhá, ok. Được thì mình làm tiếp cho nó nhiều chứ nó không nào nó nhiều tí chứ làm ít quá không ấy. Cái thí điểm khoảng tuần nữa mà ok thì lại tiếp tục, hoặc là không thì có, nếu mà tự tin thì mai làm luôn đi. Không, phải để từ từ đã. Rồi. Okay. Bye bye nhá. Rồi. Đó, đây là một cái khách hàng họ Nguyễn Đức Ba đó, ở Đồng Nai các bạn nhé. Địa chỉ là Nguyễn Đức Ba, cây xăng Hoàng Vi, ngã ba ông Đồn Xuân Lộc, Đồng Nai. Đó, cái giao dịch này là mình thực sự là đã thành lập được một cái ekip để mà gửi được cái con giống đà điểu vào đến Đồng Nai, là nó là một cái sự cố gắng của bên mình. Và thông báo cái video này thì các bạn biết là số của đồng chí là 0974 513 790. Đấy, địa chỉ là Xuân Lộc, Đồng Nai. Thì bạn này đã mua của mình là 5 con đà điểu, đến hôm nay là mình gọi điện hỏi thăm là an toàn. Đấy, bạn này có nhu cầu là bạn vào bếp nữa mà ổn thì bạn lấy nhiều thêm. Thì đó là một cái minh chứng là cái kênh của mình có một cái hệ thống đội ngũ nhân viên, có hệ thống nhà xe chuyển con giống đi từ ngoài Hà Nội vào đến Đồng Nai là một cách an toàn, khỏe mạnh, khách hàng hài lòng. Đó. thì quý vị các bạn có thể thấy là cái kênh của mình đâu phải là một sớm một chiều đâu. Mình bán con giống cho các bác cũng lâu rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Đó. Quý vị các bạn đang xem cái mô hình đang gột úm nuôi con giống đại điểu để bán cho các bạn. Này. Thời tiết là nắng rất là nắng các bạn ạ. Nên ra mình phải chuyển nó lên một cái khu có bóng cây. Bên trên cái mái tôn này là hai cái cây vối gốc bằng cái thùng sơn, rất là cổ thụ. Và phía xa đây là những cái khu thoáng. Đấy. Thì các bạn làm cái chuồng trại nó phải như vậy. Nó yêu cầu là cái độ thoáng. Đấy, các bạn nhé. Độ thoáng và ấm cúng cũng như là thoáng mát. Các bạn thấy những con đà điểu của chúng ta là phát triển rất là đều. Đấy. Rất là đều luôn. Mình có thể bỏ ra đây một chút để cho nó chơi rộng hơn chút. Đó. Các bạn thấy không? Nó chơi. Zoom gần lại chút đi. Đó, nét. Nó nét các bạn. Đấy. Các bạn thân mến, đây là những đó, đây là cái kênh của đồng chí Thao. Số điện thoại. Đó. Các bạn vào YouTube các bạn gõ cái cụm từ là chim cu gáy hay. Đây. Thì nó lên cái kênh này của mình luôn. Đây là cái kênh của mình. Còn mà các bạn vào Facebook. Facebook thì các bạn vào cái Facebook đà điểu con giống này. Đó. Các bạn vào Facebook thì các bạn vào cái Facebook này. Đó. Thì nó có cái website, avatar và có biểu tượng là con chim cu gáy. Bên dưới Facebook thì nó có những cái thông tin đăng bài của mình. Đây là cái hình nắng nuôi con giống đà điểu. Đây là mình gửi hàng đi. Đó. Đó. Mình chia sẻ. Đó. Khởi. Đó. Những chú đà điểu này đã được tháo bỏ cái nhẫn đeo ở cổ, khử trùng tại rốn và khu vực ở cổ. Tiếp theo đó là đã được nhỏ vaccine La Sota. Các bạn lấy giống giai đoạn này là rất là dễ nuôi. Và giá cả trong tuần lễ sinh nhật của đồng chí Thao cũng đã sẽ được khuyến mãi. Đó. Và các bạn thấy là gì? Chúng đang vui chơi, hân hoan, nhảy múa. Đây là đàn đà điểu 100 con. Đó. 513790. Đó. Nó lên luôn cái file này. Đây là khu này là khu vui chơi. Nó ghi luôn cái thông tin này. Con. Đây là máng ăn. Đây là máng để chúng ăn cả. Một khách hàng nào mua thì mình đều lưu giữ lại tất cả những thông tin này. Ưu điểm của máng này là nó sẽ không dẫm vào và nó sẽ không bị vỡ cám, không bị bật cám. Đó. Có lẽ là đó là một cái minh chứng để các bạn biết là con giống đà điểu thì đồng chí Thao làm một cái kênh rất là to. Nói đến đà điểu là chúng ta phải nói đến cát, và chứng minh là nói đến đà điểu là chúng ta phải nói đến rất xa Hà Nội, một hệ con giống rất là hài sinh vật chân dài. Gửi cái video này đến các bạn ở khu vực Đồng Nai, khu vực Hồ Chí Minh, Bến Xe Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.